Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong một video mới xuất hiện gần đây được ghi nhận lại, cho thấy con đê dọc Hồ Bà Dương, một hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đã bị vỡ một đoạn, khiến nước tràn vào khu dân cư cạnh đó. Sự việc xảy ra sau khi mực nước ở Hồ Bà Dương vượt mốc kỷ lục trong đợt Đại Hồng Thủy năm 1998. Tiếp tục vỡ đê Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt. Trong khi đập Tam Hiệp được kỳ vọng là sẽ thành công trong việc kiểm soát lũ năm nay, thì tình hình lũ ở Hồ Bà Dương, hạ lưu sông Trường Giang hay sông Dương Tử ngày càng tồi tệ. Mực nước ở Hồ Bà Dương đã vượt quá mốc 22,52m từng được ghi nhận vào năm 1998. Nhiều tuần mưa lớn liên tục đã khiến mực nước dâng cao đáng lo ngại trên khắp các con sông và hồ ở Giang Tây. Trong khi đó, Tân Hoa xã cũng chỉ ra một loạt thiếu sót trong việc quản lý, củng cố đê điều ở Giang Tây. Đặc biệt là ở huyện Bà Dương, nơi 14 con đê bị vỡ. Vào ngày thứ Tư, Đài Khí tượng Trung Quốc dự báo một đợt lũ mới sẽ tấn công các con đê ở Giang Tây. Chính quyền địa phương và người dân đang gấp rút gia cố đê điều và vá những con đê vỡ. Theo Taiwan News đưa tin, việc Hồ Bà Dương xảy ra vỡ đê là bằng chứng cho thấy đập Tam Hiệp đã thất bại trong vai trò điều tiết lũ tại sông Trường Giang. Trước đó, vào ngày thứ Năm tuần trước, hình ảnh vệ tinh xuất hiện cho thấy dường như đập Tam Hiệp đã phải mở toàn bộ cổng xả lũ, mặc dù mực nước trong hồ chứa của đập chưa đạt ngưỡng tối đa 175m. Hãng Tân Hoa xã dẫn thông tin, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã phải điều thêm 1.000 lính cứu hỏa, cảnh sát từ các tỉnh Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Hồ Bắc và Hồ Nam về ứng cứu tình trạng nguy hiểm ở Hồ Bà Dương, Giang Tây. Vào đêm ngày thứ Hai, người dân và chính quyền Bà Dương cũng vừa vá thành công con đê chắn nước sông Trường Giang bị vỡ hôm thứ Tư tuần vừa qua. Nước lũ đã tràn vào 6 ngôi làng, khiến gần 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Việc vá đê hoàn thành sau 83 giờ làm việc liên tục. Hoài nghi về vai trò của đập Tam Hiệp. Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, nằm trên sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử, nằm giữa thành phố Nghi Xương của tỉnh Hồ Bắc và Bồi Lăng của tỉnh Trùng Khánh, nơi có địa hình tương đối hiểm trở và lượng mưa dồi dào. Khi Trung Quốc đang chống chọi với mưa lũ nghiêm trọng nhất hơn 3 thập kỷ qua, thì vai trò kiểm soát dòng chảy của đập Tam Hiệp lại gây nhiều tranh cãi. Theo thông tin từ hãng Reuters, đập Tam Hiệp được thiết kế nhằm thuần hóa dòng Trường Giang trong bối cảnh miền Trung và miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu một trong những đợt mưa lũ lớn nhất lịch sử. Chính quyền Trung Quốc luôn khẳng định nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới ở Tam Hiệp đã điều tiết lũ, giảm thiểu thiệt hại kinh tế, hạn chế số người chết và sơ tán khẩn cấp do lũ lụt. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng mực nước sông Trường Giang cũng như các hồ lớn nhận nước từ dòng sông này dâng cao ở mức lịch sử đã chứng minh đập Tam Hiệp không đáp ứng được mục tiêu cắt lũ như thiết kế. Nhà địa lý học Đại học Alabama chuyên nghiên cứu về lũ lụt Trung Quốc David Salman cho biết, một trong những lý do chính mà đập Tam Hiệp được xây dựng là kiểm soát lũ, nhưng chưa đầy 20 năm sau khi nó hoàn thành, chúng ta lại chứng kiến mực nước lũ lên cao nhất trong lịch sử. Ông nhận định, thực tế là Tam Hiệp không thể ngăn chặn những trận mưa lũ nghiêm trọng như vậy. Trong cuộc họp báo hôm ngày thứ Hai, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc Diệp Kiến Xuân cho rằng kế hoạch chi tiết về xả nước trong hồ chứa, đặc biệt là Tam Hiệp, đã tỏ ra hiệu quả trong việc kiểm soát lũ năm nay. Ông cho biết, 64,7 tỷ mét khối nước lũ đã được trữ lại trong 2.297 hồ chứa, bao gồm 2,9 tỷ mét khối tại Tam Hiệp. Công ty vận hành dự án Tam Hiệp hôm thứ Bảy vừa qua cho biết, việc xả lũ xuống hạ lưu đã giảm một nửa kể từ ngày thứ Hai tuần trước, giúp giảm tốc độ và mức nước sông dâng cao ở vùng Trung và hạ lưu sông Trường Giang một cách hiệu quả. Tổng lượng nước lũ được tích trữ đạt 88% tổng dung tích các hồ chứa. Tuy nhiên, những phần khác của sông Trường Giang, các sông nhánh vào hồ điều hòa lớn của nó như Động Đình ở Hồ Nam và Bà Dương ở Giang Tây đều đạt mức cao kỷ lục. Nhà địa chất Trung Quốc Fan Xiao từ lâu luôn phê phán các dự án xây đập khổng lồ, cho biết khả năng lưu trữ nước tại Tam Hiệp chưa tới 90% lượng nước lũ trung bình. Ông cho rằng nó chỉ có thể ngăn chặn một phần và tạm thời lũ lụt ở thượng nguồn, nhưng không thể ngăn chặn lũ gây ra bởi mưa lớn ở vùng Trung và hạ lưu sông Trường Giang.
Ông cũng nhấn mạnh Tam Hiệp và các dự án đập thủy điện lớn khác thậm chí có thể khiến lũ tồi tệ hơn do thay đổi dòng chảy trầm tích dưới lòng sông Trường Giang. Việc xây đập để phát điện cũng hạn chế chức năng kiểm soát lũ của dự án. Khi nào mưa và áp lực lũ tại Trung Quốc được giải tỏa? Vâng thưa quý vị, trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng và kéo dài thì các chuyên gia dự báo thời tiết quốc gia đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về đợt mưa lũ năm 2023 bao gồm nguyên nhân tại sao nước này liên tục hứng chịu mưa lũ, vành đai mưa sẽ di chuyển đến đâu và liệu rằng áp lực kiểm soát lũ sẽ được giải tỏa hay không. Theo đó, từ đầu tháng đến hôm qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo về mưa lũ trong 40 ngày liên tiếp, khoảng thời gian dài nhất kể từ khi hệ thống cảnh báo được đưa ra vào năm 2007. Dữ liệu từ Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho thấy, từ đầu mùa lũ vào tháng 3 đến ngày thứ 6 vừa qua, có tổng cộng 15 sự cố mưa lớn xảy ra ở các khu vực phía Nam. Trong tháng qua, vành đai mờ chính tập trung ở các khu vực bao gồm các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc, An Huy và Chiết Giang. Lượng mưa tích lũy từ ngày đầu tháng đến nay được ghi nhận bởi 85 trạm khí tượng ở hầu hết các tỉnh phía Đông và Tây Nam đã vượt quá một nửa số lượng hàng năm của những tỉnh này. Mưa lớn đã gây áp lực lên kiểm soát lũ ở lưu vực sông Trường Giang, nơi có đập Tam Hiệp. Từ ngày đầu tháng đến nay, lượng mưa trung bình trong lưu vực đạt 369,9mm, cao nhất trong cùng kỳ kể từ năm 1961 và cao hơn 54,8mm so với cùng kỳ năm 1998. Khi lũ lụt nghiêm trọng xảy ra dọc theo sông, ảnh hưởng đến hàng triệu người, tờ China Daily dẫn lời ông Zhang Jingqing, chuyên gia của Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết, so với năm 1998, mùa mưa năm nay kéo dài hơn và ảnh hưởng đến một phạm vi rộng hơn. Ma Shunquan, trưởng nhóm dự báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, những cơn mưa liên tục phần lớn là kết quả của sự lưu thông khí quyển thường xuyên hơn và mạnh hơn. Ông nói rằng vùng cao cận nhiệt đới trên Tây Bắc Thái Bình Dương ảnh hưởng lớn đến Trung Quốc. Lượng khí từ phía Tây Nam vận chuyển một lượng hơi nước khổng lồ từ vịnh Bengal qua phía Tây Bắc của hệ thống gây ra các cơn bão. Kể từ tháng trước, vùng cao cận nhiệt đới đã mạnh hơn so với những năm trước là kết quả tình trạng nóng lên bất thường của Bắc Ấn Độ Dương. Trong khi đó, không khí lạnh ở phía Bắc tương đối thường xuyên gặp không khí ấm áp ở phía Nam dẫn đến mưa lớn thường xuyên và liên tục. Bên cạnh đó, sự xuất hiện sớm hơn 7 ngày so với những năm trước của mùa mưa mận thường bắt đầu vào đầu mùa hè, khi mận chín dọc lưu vực sông Trường Giang cũng dẫn đến lượng mưa quá mức bất thường. Chuyên gia Ma Shunquan cũng cảnh báo rằng tác động của lượng mưa làm tăng thêm các trận mưa từ 4 ngày trước đó tại các khu vực đó và người dân địa phương cần phải tự chuẩn bị cho các thảm họa địa chất. Hoàng Lê, nhà nghiên cứu về thích ứng biến đổi khí hậu của Trung tâm Khí tượng Quốc gia cho biết, mặc dù hiện tại không phù hợp để gán một sự kiện thời tiết hoặc khí hậu trực tiếp cho sự nóng lên toàn cầu, nhưng sự xuất hiện của các sự kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt thực sự đang gia tăng. Kể từ năm 1951, nhiệt độ trung bình và cực đoan của Trung Quốc đã tăng lên đáng kể, kèm theo những sự cố nghiêm trọng và thường xuyên hơn của thời tiết và khí hậu khắc nghiệt xảy ra trong thời gian dài hơn. Dự đoán mô hình khí hậu từ trung tâm cho thấy rằng nếu phát thải khí nhà kính không được kiểm soát, tần suất, cường độ và thời gian của một số sự kiện cực đoan trên toàn thế giới sẽ tăng mạnh. Vào cuối thế kỷ 21, sự xuất hiện của sóng nhiệt độ cao trên đất liền sẽ gấp 5-10 lần tần số hiện tại, kèm theo lượng mưa cực lớn ở hầu hết các nơi trên thế giới. Trung tâm cho biết cần khẩn trương tăng cường hơn nữa khả năng của Trung Quốc trong giám sát, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro đối với thảm họa, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu trong các ngành và khu vực trọng điểm, cơ chế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai để ứng phó với thảm họa do thời tiết khắc nghiệt và ưu tiên như vậy khả năng đối mặt với biến đổi khí hậu. Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo, trong giai đoạn từ 4 ngày qua, Nam Kinh tiếp tục hứng chịu mưa bão lớn, khiến mưa lũ tiếp tục diễn biến nghiêm trọng. Lực lượng dân phòng, cứu hỏa và người dân thành phố đang khẩn trương gia cố đê ngăn lũ, chịu ảnh hưởng của nước sông Trường Giang. Mực nước các con sông và hồ chứa ở tỉnh Giang Tô cũng liên tục dâng cao những ngày gần đây. Nước sông Thủy Dương dự kiến đạt mức hơn 12,8m. Hồ Thạch Cữu, hồ nước ngọt lớn ở hạ lưu Trường Giang cũng có mực nước lên tới 12,4m. Mực nước ở toàn bộ 433 con sông ở Trung Quốc đều đạt mức báo động từ đầu tháng, trong đó 33 con sông dâng cao kỷ lục.
Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm thứ Hai cho biết, nước sông dâng cao kết hợp với giải mây Mai Vũ gây mưa liên tục, khiến Trung Quốc đang bước vào thời kỳ chống lũ quyết định. Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tới 37,89 triệu người ở 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố Trung Quốc, khiến 141 người chết hoặc mất tích, 28.000 ngôi nhà bị phá hủy. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm thứ Hai nâng mức cảnh báo lũ lên cấp 2, mực nước tại hồ chứa ở 10 đập thủy điện dọc Trường Giang đã đạt mức giới hạn. Kính thưa quý vị và các bạn, hàng chục nghìn người đã chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc, gây vỡ đê nghiêm trọng. Tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, mưa lớn kéo dài đã khiến các đoạn hạ lưu của sông Phần chạm đến đỉnh lũ lớn nhất trong gần 40 năm. Vỡ đê sông Phần xảy ra khoảng 17 giờ chiều thứ Tư, đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương, với chiều dài đoạn vỡ lên đến 20 mét. Hơn 1.800 cư dân gần khu vực vỡ đê đã được sơ tán an toàn. Trong khi đó, hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 30 người được huy động để vá đê bằng đá và gạch. Nhưng đến 9 giờ sáng thứ Năm, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Chính quyền các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung, miền Bắc và miền Đông Trung Quốc đã kêu gọi tăng cường các biện pháp ứng phó như gia cố đê bao và tuần tra 24/24 giờ để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian mưa lớn kéo dài. Ngày hôm qua, tỉnh Sơn Tây đã ban hành biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 để kiểm soát lũ lụt sau khi có thương vong trong các vụ sập nhà và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Tỉnh này cũng đã sơ tán hơn 20.000 người dân sau khi mưa lớn xảy ra trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh. Mưa lớn kéo dài ở Sơn Tây trong một tuần qua và dự báo còn tiếp tục trong ngày mai với lượng mưa ở nhiều nơi tăng cao hơn 100mm, thậm chí lên đến 200mm, mức cao lịch sử được ghi nhận. Mưa lớn gây ngập lụt nhà cửa, phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Trường Viên. Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Tại tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, Cục Khí tượng tỉnh này dự báo sẽ có những trận mưa như trút nước vào 2 ngày tới. Chính quyền tỉnh đã ban hành hướng dẫn kiểm soát lũ lụt cũng như kêu gọi nâng cấp toàn bộ các dự án thủy lợi để tăng cường khả năng kiểm soát lũ lụt. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, phòng thủ các bộ phận trọng yếu để đảm bảo an toàn vận hành trong trường hợp khẩn cấp, đặc biệt lên phương án giám sát 24/24 giờ. Tương tự, tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, vào 11 giờ sáng thứ Tư, đập Tam Môn Hiệp trên sông Hoàng Hà đã trải qua trận lụt nghiêm trọng nhất kể từ năm 1979, với lưu lượng nước chảy vào lên tới 8.360 m3 trên giây và lượng nước chảy ra ở mức 7.990 m3 trên giây. Thông tin trên cũng đã khép lại chương trình lũ lụt của Trung Quốc trên kênh Tin Mới ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để cập nhật theo dõi những thông tin mới nhất từ chúng tôi thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh Tin Mới. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!